Kính thưa quý vị, chúng tôi là Kiều Trâm và Hoàng Quân. Xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả đã đến với chương trình tin tức buổi tối vào tối thứ sáu ngày 3 tháng 11 năm 2017. Và trong chương trình ngày hôm nay, xin kính mời quý vị theo dõi những tin tức đáng chú ý sau đây. 9 người lãnh đạo vùng Catalonia bị tòa ra lệnh bắt giam. Thủ tướng Đức vẫn tiếp tục thương lượng để thành lập chính phủ liên hiệp. Kỷ niệm tròn 100 năm ngày cách mạng tháng 10 ở Nga. Tổng thống Nga và Hoa Kỳ có thể gặp nhau tại APEC. Thế giới đang hết thời gian để đối phó với Bắc Hàn. Và thưa quý vị, ngay sau đây là bản tin chi tiết trong phần tin thế giới sẽ được mở đầu với Hoàng Quân. Hoàng Quân xin được mở đầu với phần tin thế giới. Kính thưa quý vị, 9 người lãnh đạo vùng Catalonia bị tòa ra lệnh bắt giam. 9 người là những nhân vật lãnh đạo trong phong trào đòi độc lập của vùng Catalonia đã bị quan tòa ra lệnh bắt giam và đưa vào một nhà tù ở thủ đô Madrid vào ngày 2 tháng 11 để chờ ngày xét xử. Riêng thủ hiến của vùng Catalonia là ông Carles Puigdemont đã bỏ qua bì khi bị chính quyền trung ương bãi chức nên không ra hầu tòa vì bị truy tố tội phản loạn. Ông Puigdemont cho biết ông chỉ trở về Tây Ban Nha nếu được chính quyền trung ương chấp nhận những điều kiện mà ông đưa ra, nhưng hiện giờ chưa được tiết lộ là điều gì. Những người lãnh đạo ở trong phong trào độc lập bị bắt thì sẽ gặp trở ngại không thể tham gia cuộc bầu cử trước thời hạn, được dự tính sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 12 ở vùng Catalonia. Vào ngày 3 tháng 11 đã có một trong số 9 nhà lãnh đạo vùng Catalonia bị bắt giam là ông Santi Vila chịu nộp tiền thế chân là 50.000 euro để được tại ngoại hầu tra. Ông Vila kêu gọi Thủ tướng Mariano Rajoy nên can thiệp không để chuyện giam cầm tiếp tục vì mâu thuẫn hiện nay chỉ có thể giải quyết bằng giải pháp chính trị chứ không thể bằng kiện tụng. Luật sư của những người bị bắt đã yêu cầu chính quyền trung ương trả tự do lập tức cho những người còn lại. Thủ tướng Đức vẫn tiếp tục thương lượng để thành lập một chính phủ liên hiệp. Cuộc thương lượng giữa đảng Dân chủ Cơ đốc giáo CDU của Thủ tướng Đức Angela Merkel với hai đảng Dân chủ Tự do FDP và đảng Xanh Lục để thành lập ra một chính phủ liên hiệp vẫn còn đang tiếp tục. Khi tới dự cuộc họp thương lượng mới nhất vào ngày 3 tháng 11, bà Merkel đã tỏ ý tin tưởng rằng ba đảng sau cùng sẽ đạt một thỏa thuận để thành lập chính phủ mới, cho dù vẫn còn nhiều khó khăn và bất đồng. Sau hai tuần lễ thương lượng, đảng CDU của bà Merkel và hai đảng liên minh vẫn chưa được đạt được thỏa thuận. Và các vấn đề gây bất đồng chính là về các chính sách ngoại giao, người nhập cư, giao thông cũng như biến đổi khí hậu. Nếu như đảng CDU không thỏa thuận được với hai đảng liên minh để thành lập chính phủ mới trong thời hạn, thì chắc chắn cử tri Đức phải bầu cử lại quốc hội và đảng cực hữu AfD có thể nhân cơ hội này giành được thêm nhiều ghế dân biểu. Bà Merkel từng tuyên bố trước bầu cử là sẽ thành lập được chính phủ mới trước lễ Giáng sinh năm nay, nhưng các phụ tá thân cận cho rằng có thể phải chờ tới sang năm mới có chính phủ mới. Kỷ niệm tròn 1 năm ngày cách mạng tháng 10 ở Nga. Thưa quý vị, nước Nga năm nay kỷ niệm tròn 100 năm của cách mạng tháng 10 năm 1917, dẫn tới việc thành lập nước Cộng hòa Liên bang Xô Viết và Đảng Cộng sản cai trị nước Nga trong hàng mấy chục năm. Trong dịp này thì chính quyền Nga không tổ chức các buổi lễ kỷ niệm trang trọng chính thức mà chỉ mở các cuộc triển lãm và các buổi hội thảo về các sự kiện đã xảy ra trong cuộc cách mạng và về các nhà lãnh đạo thời kỳ đó. Một trong những thành tựu của cuộc cách mạng được công nhận là phong trào Bolshevik lúc đó đã huy động được đông đảo quần chúng Nga tham gia vào chính trị. 100 năm sau cuộc cách mạng tháng 10, người Nga vẫn còn bất đồng ý kiến, không quyết định được cuộc cách mạng này là hữu ích hay là mất mát cho cuộc đời của nhiều tầng lớp dân chúng ở Nga. Ý kiến bất đồng về cuộc cách mạng này đã khiến những người lãnh đạo như Tổng thống Vladimir Putin trong dịp kỷ niệm chỉ nhấn mạnh tới đoàn kết và ổn định quốc gia, chứ không biện hộ cho sự cần thiết phải có cách mạng lật đổ chính quyền lúc đó. Trong một bài diễn văn mới đây, ông Putin còn thừa nhận cách mạng tháng 10 để lại hậu quả vừa tích cực vừa tiêu cực. Thủ tướng của Israel đã bày tỏ hy vọng vào sáng kiến hòa bình ở Trung Đông của Hoa Kỳ. Vào ngày 3 tháng 11, Thủ tướng Israel là ông Benjamin Netanyahu tuyên bố, ông hy vọng rằng sáng kiến mới đây do Hoa Kỳ đề xướng để lập lại nền hòa bình ở Trung Đông sẽ đạt được hiệu quả.
Ông Netanyahu cũng ca ngợi Tổng thống Donald Trump đã đề ra một hình thức mới nhằm vận động Israel và người Palestine chịu chấp nhận đàm phán trở lại với nhau. Trong 20 năm vừa qua, chính sách của Hoa Kỳ đối với cuộc xung đột giữa Israel và người Palestine vẫn theo đuổi giải pháp hai quốc gia độc lập cùng tồn tại song phương trong hòa bình. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Donald Trump không hề công khai nhắc lại đề nghị thành lập hai quốc gia độc lập, mà chỉ tuyên bố rằng mọi việc tùy thuộc vào các cuộc thương lượng giữa Israel và người Palestine. Khi trả lời phỏng vấn ở Anh, thì Thủ tướng Netanyahu cho biết ông hy vọng đây chính là lúc thích hợp nhất để lập lại nền hòa bình, vì Tổng thống Hoa Kỳ đang tiếp tay xây dựng hòa bình ở Trung Đông và còn các nước trong khu vực cùng có thái độ hòa hoãn và chấp nhận bàn thảo với Israel hơn trước. Thưa quý vị, quân đội chính phủ Syria tuyên bố tái chiếm hoàn toàn thành phố Deir ez-Zor. Vào ngày 3 tháng 11, quân đội chính phủ Syria tuyên bố đã đẩy lùi được quân ISIS và tái chiếm hoàn toàn thành phố Deir ez-Zor, từng là một căn cứ quan trọng của quân ISIS. Đây có thể coi là một thất bại to lớn giáng vào lực lượng quân ISIS ở Syria. Deir ez-Zor nằm ở trên bờ sông Euphrates, là thành phố lớn nhất và quan trọng nhất ở miền đông Syria và còn là một trung tâm sản xuất dầu hỏa. Trong nhiều năm qua, thì quân ISIS đã chiếm đóng nhiều nơi trong thành phố này và còn bao vây trung tâm các trụ sở công quyền trong thành phố. Cho tới tháng 9 vừa qua, thì quân đội chính phủ Syria mới bắt đầu tấn công vào các khu vực đang bị quân ISIS kiểm soát để tái chiếm lại thành phố Deir ez-Zor. Sau khi lần lượt chiếm lại tất cả khu vực đã bị quân ISIS chiếm đóng, thì quân đội chính phủ đang cho công binh tiến vào lục soát và tìm những nơi bị quân ISIS gài mìn và hầm trông để lại trước khi rút lui. Có đến 12 người đã bị thiệt mạng trong tuần vì các cuộc pháo kích trên dải Gaza. Một nhóm quân vũ trang của người Palestine cho biết, nội trong tuần này có tổng cộng 12 người đã bị thiệt mạng khi mà quân đội Israel cho nổ phá sập hệ thống đường hầm mà quân vũ trang người Palestine đã đào trên dải Gaza. Đường hầm này đã được các toán quân vũ trang người Palestine đào từ dải Gaza kéo dài qua biên giới đi vào lãnh thổ của Israel. Các toán quân người Palestine không thể tiến vào các đường hầm đã sụp đổ để tìm thi thể của các đồng đội, nên chỉ biết chờ đợi và cầu nguyện, trong khi mà Israel cho máy xúc tới đào bới tại khu vực đường hầm. Bắt đầu từ ngày thứ Hai 30 tháng 10, quân đội Israel đã cho nổ tung hệ thống đường hầm từ phía bên kia biên giới trên phần đất thuộc về Israel. Cả hai bên Israel và người Palestine hiện đang án binh bất động, chứ chưa gây thêm xung đột mới kể từ sau khi đường hầm bị phá sập. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Cuba khẳng định không tấn công nhân viên ngoại giao đoàn của Hoa Kỳ. Vào ngày 2 tháng 11, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez đã nhất quyết khẳng định là Cuba không hề tấn công các nhân viên ngoại giao đoàn của Hoa Kỳ đóng tại Cuba và gia đình của họ. Ngoại trưởng Cuba còn cho rằng Hoa Kỳ tố cáo Cuba tấn công để dựa vào đó mà xóa bỏ những tiến bộ đã đạt được ở trong quan hệ chính trị giữa hai nước và phá hoại quan hệ giữa đôi bên. Phía Cuba còn cho biết sẵn sàng hợp tác với Hoa Kỳ để điều tra nguyên nhân sự việc, nhưng phía Hoa Kỳ không chấp nhận và cũng không đưa ra bằng chứng nào cho thấy Cuba có liên quan. Chính quyền của Hoa Kỳ không chính thức tố cáo chính quyền Cuba đã có cách tấn công các nhân viên ngoại giao đoàn Hoa Kỳ, làm cho họ bị điếc tai và mắc một số chứng bệnh khác. Tuy nhiên, hồi tháng vừa qua, thì ông Donald Trump đã nói Cuba phải chịu trách nhiệm về sự việc này. Bắt đầu từ tháng 6 năm nay, thì Tổng thống Trump đã tuyên bố muốn thay đổi chính sách hòa giải với Cuba của chính quyền trước đây và ra lệnh siết chặt các quy định về du lịch và thương mại giữa hai nước. Ngay sau đó thì xảy ra vụ Hoa Kỳ tố cáo các nhân viên ngoại giao bị Cuba tấn công bằng âm thanh. Có đến 10 triệu người trên thế giới không có quốc tịch và không trực thuộc bất kỳ một quốc gia nào. Vào ngày 3 tháng 11, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn UNHCR đã đưa ra một bản tường trình về tình trạng có nhiều các dân tộc thiểu số trên thế giới không được một quốc gia nào công nhận. UNHCR cho biết có ít nhất là 10 triệu người trên thế giới không có quốc tịch của quốc gia nào, nên tất nhiên là không có giấy tờ chứng minh nhân thân rõ ràng, không được hưởng các quyền lợi như là nhân quyền hay đi tìm việc làm. Và trong số này có 3 triệu người không có quốc tịch được ghi nhận chính thức. Dân tộc thiểu số Rohingya tại Miến Điện là nhóm người có đông đảo nhất không có quốc tịch và không được quốc gia nào công nhận. 600.000 người Rohingya vừa mới bỏ chạy từ Miến Điện qua Bangladesh, tránh nạn kỳ thị từ tháng 8 cho đến nay. Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc cho rằng những người sinh ra trên nước nào thì nên được chính quyền nước đó cho vào quốc tịch, và đồng thời chính quyền các nước cũng nên cho những người đã sinh sống lâu năm trong nước mình được nhập quốc tịch một cách dễ dàng. Anh và Israel kỷ niệm 100 năm ngày ra đời bản tuyên bố Balfour.
Thưa quý vị, vào tối ngày 2 tháng 11, các nhà lãnh đạo của hai nước Anh và Israel đã kỷ niệm 100 năm ngày ra đời của tuyên bố Balfour tại buổi dạ yến ở lâu đài Lancaster House ở ngay thủ đô London. Tuyên bố Balfour được coi là văn bản làm cơ sở để thành lập một quốc gia độc lập của người Do Thái. Tuyên bố này được đưa ra trong một bức thư đề ngày 2 tháng 11 năm 1917 của Ngoại trưởng Anh lúc đó là ông Arthur Balfour gửi cho người đứng đầu cộng đồng Do Thái ở Anh, đề cập tới việc thành lập quốc gia do người Do Thái trên lãnh thổ lúc đó thuộc về người Palestine. Buổi dạ yến kỷ niệm 100 năm do con cháu của Ngoại trưởng Balfour và của người đứng đầu cộng đồng Do Thái đã nhận thư lúc đó. Thủ tướng Anh Theresa May và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tới dự lễ và đọc diễn văn. Tuyên bố Balfour bị người Palestine phản đối kịch liệt vì cho rằng chính quyền Anh hứa hẹn giao một vùng đất không phải của mình cho người Israel lập quốc. Hồi năm ngoái, thì Tổng thống của người Palestine đã yêu cầu nước Anh phải xin lỗi đã đưa ra tuyên bố Balfour vì đây là nguyên nhân gây ra nhiều đau khổ cho người Palestine. Chính quyền của Anh nhất quyết không xin lỗi mà chỉ cam kết tiếp tục tìm cách thúc đẩy để Israel và người Palestine có thể hòa giải với nhau nhưng chưa thành công. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới và sau một vài thông tin thương mại, Hoàng Quân và Kiều Trâm sẽ quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ.